Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khách hàng gần xa. Và hôm nay em Trâm trực tiếp lên sóng giới thiệu cho tất cả nhà mình một cái mẫu xe máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, form mới rồi. Chiếc xe Ford Everest 2007, bản số sàn, máy dầu các bác nhá. Xe đăng ký là 8 chỗ ngồi. Đấy, xe 8 chỗ ngồi. Và đây các bác xem phần nội thất bên trong. Phần nội thất của những cái dòng xe đời 2007 thì cũng đã được khác thiết kế khác biệt một chút rồi, đúng không ạ? Thiết kế khác biệt một chút rồi. Đây các bác xem. Xe trang bị là hai túi khí an toàn nhá. Một túi ở giữa vô lăng và một túi được làm ở khu vực tắp nô đây. Đấy. Đây các bác xem. Vô lăng của xe vẫn hoàn toàn còn đẹp, đúng không ạ? Côn số lái của xe thì rất là nhẹ nhàng. Máy lổ cực êm luôn. Điều hòa sử dụng tốt hai chiều và được thiết kế là hai dàn điều hòa các bác nhá. Một dàn được làm ở phần tắp lô, một dàn nữa được làm ở phía dưới chỗ này và thổi lên trên trần các bác nhá. Ở trên trần kia. Đấy, trần của xe thì vẫn là trần lý. Trần đây thì có hai cửa gió này, chỗ này hai cửa gió này và phía sau đây thì cũng có hai cửa gió nữa các bác nhá. Tổng là 4 cửa gió trên trần và những cái cửa gió ở trên phần khu vực tắp lô nữa. Ghế của xe thì ghế trên, ghế giữa và ghế sau của xe đều là được thiết kế bằng chất liệu lỉ. Chất liệu lỉ zin nguyên bản theo xe. Nội thất của xe các bác thấy cái dòng xe Everest nó rất là rộng rãi này, đúng không ạ? Rất là rộng rãi luôn. Một dàn lốp dày là răng đúc phanh ABS 4 bánh các bác nhá. Dòng Ford Everest thì con nào cũng vậy, được thiết kế có lốp treo. Có lốp treo phía sau. Xe màu đen với là biển 88, biển 5 số các bác nhá. Chiếc xe này để cho các bác cái giá rẻ, hết sức là rẻ luôn. Rẻ bất ngờ luôn. Và chiếc xe này thì nó có một số những cái mà cần phải chú ý. Đấy. Thực ra thì xe hoàn toàn không có lỗi nhá. Mỗi tội thì ra tên mình bỏ ra nhiều tiền hơn một chút so với lại những cái mẫu xe tư nhân thôi. Chiếc xe này là tên công ty và mình ra tên sẽ nhiều tiền hơn một chút so với tên tư nhân các bác nhá. Cho nên là em bán rẻ cho các bác một chút để các bác mua về mình ra tên sau. Đấy, bên em có thể hỗ trợ hoặc là các bác về mình cứ để nguyên biển mình chạy được rồi. Bên em sẽ làm giấy. Đấy, giấy đảm bảo cho các bác mình đi trên đường. Cửa hàng em thì khi bán đều có giấy viết tay các bác nhá, đều có giấy viết tay. Đây các bác xem cái hình thức của chiếc xe Ford Everest này. Và cũng giới thiệu với các bác là hiện tại bên em đang có một chiếc xe Tucson máy dầu và một con Santa Fe máy dầu nữa đang có trong bãi nhá. Còn thì những chiếc xe còn lại là những mẫu xe máy xăng, máy dầu thì bên em nhập về rất là hạn chế, rất hạn chế luôn. Đấy. Và 7 chỗ thì bên em có rất là nhiều luôn. Đấy, bên em cũng mới về chiếc xe Joyti thì hiện tại em đang để đi chiếc màu đỏ nhá. Và những dòng xe như là Captiva hay là dòng xe Grandit rồi Innova rồi Karen rồi một số những dòng xe khác 7 chỗ nữa các bác nhá. Với cái phần với phân khúc tầm tiền loanh quanh 200-300 triệu. Đấy. Các bác đang quan tâm đến những mẫu xe ô tô cũ thì các bác hãy theo dõi cửa hàng bên em nhá, đăng ký theo dõi, nhấn chuông thông báo để được cập nhật thường xuyên những chiếc xe mà bên em đăng lên. Và các bác cho em xin một lần like như này nhá, đừng như thế này mà hãy như này các bác nhá, như này là đang ủng hộ bên em đấy ạ. Nhấn một nút like và một nút nữa là nút chia sẻ. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Và bây giờ đây thì em sẽ mời các bác xem chi tiết về nội thất bên trong của chiếc xe Ford Everest này. Đấy, với giá tiền các bác bỏ ra thì chỉ có hơn 200 triệu một ít thôi. Đấy, không phải là gần 300 triệu giống như một số những mẫu xe mà trước em chia sẻ đâu. Mà cái này chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi các bác nhá. Cụ thể giá thì mình nhìn được phần tiêu đề cho em. Đây phần nội thất đấy ạ. Xe với phần nội ngoại thất rất là sáng và sạch sẽ. Thân vỏ đẹp, đảm bảo cho các bác là không đâm đụng nhá. Keo chỉ của xe là vẫn còn nhá. Không mục mọt nữa các bác nhá. Đấy. Đây là những cái vị trí khu vực bên trong nội thất của chiếc xe. Em mời các bác nhà mình cùng xem. Đây ạ, bây giờ em sẽ quay chi tiết phần ghế của xe này. Đấy, ghế lì zin theo xe. Lì zin theo xe nhá. Bên đây thì cũng là ghế lì và được
lót một cái áo ghế gỗ rồi. Đấy, màn hình âm thanh hay, có cam nùi. Đấy, có phủ táp lô. Có phủ táp lô các bác nhá. Sàn bọc da có lót sàn, côn số lái thì rất là nhẹ nhàng. Em cũng đã chia sẻ với các bác rồi. Rất nhẹ nhàng nhá, chạy rất là thích, nổ rất là êm. Máy rất là dễ nổ, nháy chìa khóa phát là nổ luôn. Là nổ luôn các bác nhá. Và đây này, đây là phần trần này. Đăng kiểm của xe đến tháng 9 năm 2021. Để giới thiệu các bác mình đầy đủ như vậy. Các bác đang quan tâm đến chiếc xe máy dầu hơn 200 triệu thì các bác mình tìm hiểu chiếc xe này cho em. Một chiếc xe đẹp với giá tiền cực kỳ là hợp lý. Mà xe thì đã vẫn đảm bảo về chất lượng nhá. Từ hình thức cho đến về những vấn đề kỹ thuật, máy số hay là gầm bệ hay là những chức năng của chiếc xe hiện tại thì đang rất là ok luôn. Đây, các bác cùng xem những vị trí tiếp theo nữa, cánh cửa tiếp theo nữa các bác nhá. Ở trên đây thì được thiết kế là bằng nhựa đen, giữa bằng da và dưới đây thì bằng chất liệu nhựa dẻo các bác nhá. Bốn kính điện lên xuống bình thường. Và chủ xe này em thấy là cũng tương đối là cẩn thận. Đấy, có bình chữa cháy này. Và chỗ kia thì có búa thoát hiểm này. Đó. Rất là hay. Đấy, vâng, thì tiếp tục đây. Mời các bác cùng đón xem những vị trí nữa. Đấy, gioăng cửa đẹp. Bộ ghế lì của xe, zin theo xe vẫn đẹp luôn. Đấy, sàn nhá. Nãy thì em cũng quay sơ qua, bây giờ em sẽ quay kỹ một chút. Các bác cùng chú ý xem. Ở tiện đây thì em sẽ quay gầm luôn cho các bác nhìn xem này. Đây gầm này, không mục mọt nhá. Thân vỏ sáng nhá. Đây các bác xem. Thân vỏ sáng đúng không ạ? Gầm bệ đẹp. Keo chỉ của xe là vẫn còn. Kính của xe thì được bọc dán rồi. Gương kính điều chỉnh điện. Có cái vè mưa này bị vỡ một miếng này các bạn này. Cái này mình đi mua cả bộ mất mấy trăm nghìn thôi nhá. Cả bộ 4 cái mất mấy trăm nghìn thôi. Đấy, chia sẻ với các bác như vậy. Đây lốp ở trên của xe thì lốp vẫn còn rất là dày này. Đấy, rất là dày nhá. Lốp dưới thì tầm tạm. Sơn xi đẹp. Xe trang bị có bậc bệ lên xuống này. Đấy. Tất cả cái phần thân vỏ xe các bác có thể nhìn thấy là nó vẫn rất là khít, rất là đều đây. Đây các bác xem này. Những cái phần khe mép của xe rất là khít đều. Đèn trước đèn sau của xe này rất trong. Bây giờ thì là chi tiết cái phần khu vực phía sau này của chiếc xe. Chiếc xe máy dầu rất to cao rộng rãi. Đây. Cao đến tầm khoảng 2 mét các bác nhá. Cốp của cái dòng xe Ford RS này được mở rộng mở ngang như này luôn các bác này. Được mở ngang như này nhá. Và bây giờ thì em sẽ đi sâu một chút vào khu vực cái cốp đằng của chiếc xe. Chỗ này thì có thiết kế đèn nháy này. Đấy, phía sau đây các bác mình mua về vệ sinh thêm một chút nữa nhá. Đấy kia các bác nhìn thấy này, có bốn cửa gió được thiết kế ở trên trần nhá, ở trên trần. Và ghế này thì các bác có thể mình nâng lên và các mình hạ xuống. Và mình lại nâng lên như này nhá. Đấy, nó như vậy. Đây là cái cao su lót sàn. Đây về mình vệ sinh giặt rũ để cho nó sạch sẽ hơn. Cái đấy đơn giản rồi đúng không ạ? Đây, đèn sau rất là trong này. Sơn xi đẹp này. Em đi đến đâu là gọn đến đây luôn các bác nhá. Không đi vòng vèo giống như một số những chiếc xe mà em vẫn quay đợt trước nữa. Quay là quay cả phần ngoài, phần trong và phần gầm luôn. Luôn một thể. Đây các bác xem phần tắp ni cánh cửa này. Đồ nhựa, đồ da của xe rất là đẹp đúng không ạ? Tươi. Quay chậm, quay từ từ, quay rõ cho các bác xem. Các bác có nhu cầu mình alo trực tiếp cho bên em theo hai số điện thoại là 093 8586 307 hoặc 0389 000 555, hai số hotline.
và cũng là hai số Zalo của bên em các bác nhá. Mình kết nối Zalo để được biết thêm và xem thêm. Địa chỉ thì mình tới là 166 Hồng Châu, em ở đối diện. Đấy, em ở đối diện 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương nhá. Đây, mép cửa đây, các bác xem này. Đồ nhựa tắp ni tắp lô của xe rất sáng luôn. Đấy, 4 kính điện được làm ở khu vực này. Đấy, có hệ thống chỉnh gương, chỉnh mặt gương. Khi mình thích rồi thì nhấc máy alo sớm nhá. Để cùng nhau bàn bạc và đưa đến cái quyết định cuối cùng. Các bác nhá. Đấy. Riêng đinh tán của xe này không mất cái đinh nào cả nhá. Các bác yên tâm, bên em trước khi nhập về là đều kiểm tra hết rồi. Đấy, về vấn đề đâm đụng va chạm thì các bác hoàn toàn tâm nhá. Cái quệt xước sáp sơn bên ngoài thôi. Cái đấy thì không thể tránh được rồi, đúng không ạ? Đây là công tắc AC, mình bật cho cái dàn phía sau. Đây mình lúc có thể đặt tắt, lúc có thể bật nhá. Đấy, bật tắt ở đây. Đây là mình chỉnh đèn này. Đấy. Và đây là những công tắc chỉnh đèn, chỉnh gạt mưa. Đấy, quay lại cho bác xem cái vô lăng. Và đồng hồ này. Đấy, táp lô này. Rồi ok, bây giờ thì sẽ quay phần vỏ bên ngoài cho các bác xem lốt đây. Các bác cùng đón xem nha. Quá rẻ luôn, một mẫu xe rất là lành. Đúng không? Các bác biết là những cái mẫu xe máy dầu rất là lành. Bền lành, tiết kiệm. Dòng này phụ tùng thì cực rẻ và cực dễ, cực sẵn có trên thị trường đây. Nhiều bác thì bảo là dòng Ford thì nó sẽ đắt và nó sẽ hiếm đồ, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó cũng tùy loại Ford thôi các bác nhá. Những cái dòng xe Ford Everest này thì nó lại rất là dễ và rất là rẻ này. Đấy, sửa chữa dòng này nó cũng rất là dễ luôn. Các bác có thể tìm hiểu nhá. Đăng kiểm tháng 9 năm 2021. Đấy, tân vỏ đây. Em mời các bác xem phần gầm lốt này. Đấy, phần gầm đây. Gầm đây nhá. Không mục ngọt. Không móp méo. Tiếp tục thì là một cái phần nữa. Phần động cơ đây rồi. Các bác đợi em một chút xíu nha. Quay cho bác mình xem đây rồi. Máy rất đẹp luôn. Đây, cabo đây. Keo chỉ cabo cũng vẫn còn luôn nhá. Đấy, và tất cả những khu vực xương đầu của chiếc xe là không bị va chạm chỗ nào cả nhá. Và da máy của xe thì các bác nhìn thấy đây, rất là sáng đẹp. Đấy, da máy của xe rất là trắng, đúng không ạ? Máy con này thì cực tốt luôn. Bên em đã kiểm tra trước khi xuống tiền nhập về rồi. Đấy, các bác em mình có thể là dẫn thợ, dẫn người biết về xe đến xe test thử, chạy thử xe các bác nhá. Kiểm tra xe thoải mái luôn. Bên em có thể là giao xe đến tận nơi cho các bác để các bác kiểm tra. Đấy, các bác ra xem xong ưng thì mình xuống tiền mình lấy, không ưng bên em đánh về các bác nhá. Và các bác gọi điện cho bên em để được bàn về những cái vấn đề thủ tục mua bán này, rồi về giá cả các bác nhá. Giá thì các bác nhìn cho em ở phần tiêu đề hoặc là phần mô tả, các bác nhìn đấy cho em. Em sẽ ghi ở phần đấy cho các bác mình nhìn. Và khi các bác thấy giá trên đấy rồi mà các bác muốn bớt, các bác muốn có một cái giá yêu hơn nữa thì mình hãy cứ nhấc máy gọi điện trực tiếp các bác nhá. Ở video này thì em sẽ được dừng ở tạm đây. Tạm dừng ở tại đây nhá. Hôm nay là nói hơi vấp một chút tại vì hôm nay
tiếp khách rất là đông. Đây, các bác nhìn trên Facebook em đăng đây đấy ạ. Khách hôm nay đến rất là đông luôn. Nên là giọng cũng hơi bị kém một chút để nói nhiều mà. Và cái đấy thì cũng không quan trọng đúng các bác. Quan trọng thì ở đây em là em chia sẻ chi tiết và chia sẻ đúng cho các bác nhà mình. Và ok, thì video này em xin dừng và tạm biệt các bác ở tại đây nha.